Dương Thị Trường thì năm nay 65 tuổi, coi như là ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Thì khi một thời gian là bị mắt bị kém và đi mổ nhiều lần, nhưng mà cũng đi cả cái bệnh viện Hà Nội, bệnh viện mắt Trung ương, bệnh viện Đăng Ninh Tám, mà tôi cũng đi khám nhưng mà không cứu chữa được. Thì cứ nghĩ là em trong con người là em cũng thể em cũng sợ là em là đuối rồi đó, cho nên đi xe đi gồ là tôi không dám đi, mà bây giờ cũng chịu không đi được. Thì thông thời gian là giờ một người bạn mày giới thiệu quá cái kia quá cái sản phẩm của Nhật Bản, là coi như là về Việt Nam mình thì tôi cũng ra tìm hiểu, và sau đó rồi là coi như là tôi mua về là tôi là ở sử dụng, là coi như là một ngày là 10 viên chia hai lần 6 bữa ăn, còn lại là một ngày là 2 cái bịch nước du mô đó, tôi cũng uống đều đặn trong vòng một tháng. Thì nãy mắt tôi là coi như là cải thiện rất là nhiều, rõ ràng hơn nữa là không có nhom, không có chảy nước mắt nữa. Vì đêm mà được có những cử vật là đi xe máy vô rồi, chứ rất là tốt, rất là phấn khởi. Cho nên là các ba con nào mà cảm thấy mà có bệnh có tật nên tìm hiểu và sử dụng để mà hai con mắt của mình là hai con mắt là tấm hồn cửa sổ, mà có như là mua loa là không thấy gì hết, cho nên rút kinh nghiệm như tôi là chủ quan. Nhưng từ nãy là coi tôi là đã đưa đến cho tôi là có ánh sáng rõ ràng, và đêm hôm là tôi cũng đi chơi gì đó, đi xem vẫn đi thoải mái vô tư, không có gì, mắt rất là rõ ràng.